vinh dự được thay mặt cho nhóm tác giả sách giáo khoa học lớp 4 của sách Cánh Diều được giới thiệu với các thầy cô về cuốn sách. Trước hết thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về nhóm tác giả. Thì nhóm tác giả có tổng chủ biên là cố phó giáo sư Mai Sĩ Tuấn. Thì thầy Tuấn nguyên là trưởng khoa sinh của Đại học Sư phạm Hà Nội. Chủ biên là tiến sĩ Bùi Phương Nga. Phương Nga công tác ở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Và tác giả thì có phó giáo sư Phan Thị Thanh Hội là chủ nhiệm bộ môn phương pháp của khoa sinh Đại học Sư phạm Hà Nội. Có thạc sĩ Phùng Thanh Huyền. Cô Huyền nguyên là trưởng ban biên tập ở nhà xuất bản Việt Nam. Và tôi là Lương Việt Thái, tác ở Viện Việt Nam. Về nhà xuất bản thì cuốn sách được xuất bản do Đại học Sư phạm phối hợp với Công ty Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam và EPIC thực hiện. Thế thì xin báo cáo với các thầy cô thì cuốn sách khoa học lớp 4 bộ sách Cánh Diều được biên soạn thì nó cũng thực hiện hướng tới thực hiện hai cái chức năng quan trọng về cuốn sách giáo khoa. Chức năng thứ nhất là cụ thể hóa chương trình, tức là thông qua cái cuốn sách, thực hiện cái cuốn sách thì các thầy cô như là các em học sinh có thể đã thực hiện được những cái nội dung và yêu cầu của chương trình môn khoa học. Chức năng thứ hai là chức năng về sư phạm, tức là biên soạn sao cho hỗ trợ cho các thầy cô cũng như là các em học sinh trong đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học. Qua đó thì thực hiện được các cái mục tiêu của chương trình môn khoa học, đặc biệt là liên quan đến những mục tiêu về phát triển phẩm chất và năng lực cho các em. Về cấu trúc chung của cuốn sách thì gồm các cái nội dung. Thứ nhất là phần hướng dẫn sử dụng sách ngay phần đầu. Thì ở phần này đặc biệt quan trọng là hướng dẫn các cái logo, các ký hiệu chỉ dẫn hoạt động cho học sinh. Thì thông qua đó thì các em sẽ có cái nắm bắt được những cái logo, những ký hiệu thể hiện những cái hoạt động gì, và từ đấy thì có thể có cái sự tích cực, chủ động trong cái việc tìm tòi khám phá kiến thức khi học các cái bài học. Tiếp đó là phần mục lục, và tiếp đó là phần nội dung chính bao gồm các cái chủ đề và các cái bài học, và cuối cùng là bảng tra cứu thuật ngữ. Thì đấy là cái cấu trúc cuốn sách, thì nó cũng giống như là cái cấu trúc của các cái cuốn sách bên dưới môn tự nhiên xã hội lớp 1, 2, 3. Về phân bổ nội dung thì cuốn sách được cấu trúc thành 6 chủ đề. Thì 6 chủ đề này nó cũng tương ứng với 6 chủ đề trong chương trình môn khoa học. Cụ thể là chủ đề về chất 13 tiết, năng lượng 13 tiết, thực vật và động vật 9 tiết, nấm 7 tiết, con người và sức khỏe 15 tiết, sinh vật và môi trường 6 tiết. Ở mỗi chủ đề thì bên cạnh các cái bài học mới thì cuối mỗi chủ đề có cái bài ôn tập chủ đề. Và cuối cùng thì có 7 cái tiết kiểm tra đánh giá. Đối với mỗi một bài học mới thì cái cấu trúc bài học bao gồm có tên bài học, mục tiêu bài học và nội dung bài học. Trong đó thì nội dung bài học được trình bày theo cái tiến trình từ những cái hoạt động mở đầu mang tính chất khởi động, sau đó thì hình thành kiến thức mới và sau đó luyện tập và vận dụng. Thế thì để thuận lợi cho học sinh học theo cái tiến trình hoạt động mà mỗi một bài đã cấu trúc như vậy thì cuốn sách sử dụng các cái ký hiệu chỉ dẫn hoạt động. Thế thì đối với cả sách khoa học lớp 4 thì có các cái ký hiệu như sau. Thứ nhất là ký hiệu mở đầu thể hiện bằng một cái bóng đèn tỏa sáng. Sau đó thì là các cái hoạt động tìm tòi khám phá kiến thức thì bao gồm cái ký hiệu quan sát là thể hiện bằng kính lúp, trả lời câu hỏi hoặc thảo luận bằng một cái dấu hỏi. Thực hành thí nghiệm, ở đây có cái ống nghiệm. Rồi luyện tập vận dụng,
có hai thể hiện qua hai cái bánh xe. Thì đấy là những cái ký hiệu mà từ cái phần mở đầu cho đến thể hiện các cái hoạt động tìm và khám phá kiến thức và luyện tập vận dụng. Bên cạnh đó thì sách cũng đưa ra một số các ký hiệu liên quan đến cung cấp thông tin, thì trong đó có cái lời con ong thể hiện bằng biểu tượng con ong cung cấp thông tin hoặc lời nhắc nhở, rồi em có biết cung cấp những thông tin mở rộng, và cái logo chìa khóa là thể hiện những cái kiến thức chủ yếu của mỗi phần hoặc cả bài học. Thế thì cũng xin báo cáo với thầy cô là các cái ký hiệu này thì nó cũng kế thừa từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 của môn tự nhiên xã hội, đồng thời cũng có những cái điểm khác biệt nó liên quan đến cái đặc trưng của môn học. Ví dụ như là ở môn khoa học thì các cái hoạt động thực hành thí nghiệm đóng vai trò quan trọng. Cho nên ở đây thì nhóm tác giả có đưa ra một cái logo riêng cho thực hành thí nghiệm. Thế thì những cái ký hiệu này thì nó cũng sẽ được kế thừa tiếp nối ở trung học cơ sở trong cái môn khoa học tự nhiên. Sau đây thì làm chúng tôi có trình bày ví dụ minh họa cấu trúc của một bài học. Ở đây là bài học thuộc chủ đề nấm. Tên bài là nấm và một số nấm được dùng làm thức ăn. Thì trên slide thì các thầy cô có thể thấy được. Sau tên bài là đến cái phần mục tiêu. Tiếp đó là cái hoạt động mở đầu. Động mở đầu ở đây là kể tên một số nấm mà em biết. Để thông qua những hiểu biết của các em có thể đưa ra các cái ý kiến. Từ đấy giáo viên dẫn dắt vào bài. Thế thì ở đây bài thì có hai cái đơn vị kiến thức. Thứ nhất là nấm và thứ hai là một số nấm được dùng làm thức ăn. Thế thì ví dụ như ở đơn vị kiến thức nấm, mục 1 là nấm. Thì tiếp đó là các cái hoạt động tìm tòi khám phá kiến thức. Ở đây thông qua các cái hoạt động quan sát thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những cái hình ảnh tiêu biểu để giúp cho học sinh tìm hiểu về nơi sống, rồi hình dạng màu sắc của các loại nấm. Tiếp đó thì có cái hoạt động nêu câu hỏi, yêu cầu học sinh có những nhận xét thông qua những kết quả quan sát, cũng như là từ cái kinh nghiệm thực tế của các em. Rồi có cái hoạt động có cái phần em có biết mở rộng thông tin cho các em. Và có cái phần tiếp đó là cái phần luyện tập vận dụng. Ở đây là yêu cầu học sinh nói về hình dạng, màu sắc, kích thước và nơi sống của một trong số những cái nấm mà em đã biết. Đấy là ví dụ về cái cấu trúc và của một cái đơn vị kiến thức. Sau cái phần mở đầu, nó tìm tòi chúng khám phá kiến thức và sau đó thì đến cái phần luyện tập vận dụng. Và cũng tương tự với cả các cái nội dung khác. Đối với cả một bài ôn tập thì bên cạnh cái tên chủ đề, cái mục tiêu thì các cái hoạt động được cấu trúc thành hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là hệ thống hóa kiến thức và nhóm thứ hai là các cái hoạt động mang tính chất luyện tập vận dụng tổng hợp những kiến thức kỹ năng đã học ở chủ đề. Sau đây thì chúng tôi xin được trình bày một số cái điểm mới nổi bật của cuốn sách khoa học lớp 4, bộ sách cánh diều. Thế thì điểm mới đầu tiên là liên quan đến cái cách trình bày nội dung. Thế thì trong trình bày nội dung thì chúng tôi rất chú trọng sử dụng kết hợp giữa kênh chữ và kênh hình được lựa chọn sao cho giúp cho học sinh có thể khai thác, tìm tòi, khám phá kiến thức một cách tích cực. Cái thứ hai tức là lựa chọn các cái tình huống, sự vật, hiện tượng gần gũi và có ý nghĩa đối với học sinh, đồng thời cũng chú ý đến những cái sự vật, hiện tượng, những cái hoạt động mà mang lại hứng thú phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh và kích thích cái sự ham muốn tìm tòi khám phá của các em. Thì đấy là cái đặc điểm đầu tiên về vấn đề lựa chọn và trình bày nội dung. Ví dụ sau đây thì chúng tôi xin trình bày một số cái ví dụ ở cái bài 1 là bài tính chất và vai trò của nước. Thì ở hoạt động mở đầu ở đây có đưa ra hình ảnh các cái mái nhà. Và sau đó thì có cái câu hỏi là mái nhà được làm nghiêng như trong hình dưới đây thì có ích lợi gì khi trời mưa. Thế thì các em, các cái mái nhà thì rất là quen thuộc rồi và cũng có thể dựa vào những cái kinh nghiệm của các em để có thể đưa ra các cái ý kiến. Thế từ những cái hoạt động như vậy, từ những cái câu trả lời như vậy thì giáo viên sẽ dẫn dắt tới cái việc tìm hiểu những cái kiến thức của cái bài về các tính chất
và nghĩa là vai trò của nước. Ở cái hình tiếp theo là cái hoạt động quan sát liên quan đến cái phần tìm tòi khám phá kiến thức. Thì ở đây chúng tôi cũng lựa chọn những cái hình nó thể hiện là rõ và nó thể hiện được các cái tính chất khác nhau nước, và sau đó yêu cầu học sinh quan sát và đưa ra ý kiến về theo các em thì mỗi hình thì đã liên quan đến những ứng dụng tính chất nào của nước, và những cái hình chúng tôi lựa chọn thì nó cũng rất là gần gũi với cuộc sống của các em. Hoặc là ở bài sự truyền ánh sáng thì mục em có biết thì có hướng dẫn các em về cái cách làm rối bóng, và đây giáo viên nếu có điều kiện về thời gian thì yêu cầu các em có sự chuẩn bị và có thể thể hiện trên lớp. Hoặc là cái hoạt động thực hành, ví dụ như ở đây hoạt động thực hành có câu hỏi là bàn học của một bạn kê sát cửa sổ, buổi chiều mùa hè thường ánh nắng chiếu vào, theo em bạn có thể làm cách nào để hạn chế ánh nắng chiếu vào? Đây cũng là tình huống rất là gần gũi với các em. Hoặc là chơi trò chơi tạo bóng, dùng bàn tay để tạo ra các hình khác nhau. Thế thì cái việc lựa chọn các cái sự vật hiện tượng hay tình huống mà nó gần gũi với các em hoặc là phù hợp với tâm sinh lý mà mang lại hứng thú cho các em, thì đây là cái mà chúng tôi rất quan tâm khi mà trình bày nội dung ở các cái bài. Cái điểm mới thứ hai mà chúng tôi cũng nhấn mạnh là về phương pháp dạy học. Thì phương pháp dạy học được thể hiện thông qua các cái hoạt động mà được đưa vào trong từng bài trong cuốn sách. Thế thì bên cạnh các cái phương pháp mà cũng giống như ở các cái lớp bên dưới, theo cái hướng để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, thì đối với môn khoa học thì chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm tới những cái phương pháp mang tính chất đặc trưng của môn học. Ví dụ như là thí nghiệm thực hành, như chúng tôi cũng đã trình bày hôm nay. Ví dụ như một số bài ở cái phần về sự truyền của ánh sáng, thì có cái thí nghiệm về tìm hiểu đường truyền ánh sáng. Ở đây trong sách cũng thể hiện cách bố trí thí nghiệm, để có những cái hướng dẫn học sinh cách thức tiến hành, bố trí thí nghiệm như nào và yêu cầu dự đoán để tiến hành thí nghiệm, đưa ra nhận xét. Hoặc là cũng đưa ra cho các em những cái gợi ý về cái cách trình bày thông tin khi mà ghi lại các cái kết quả. Bên cạnh những cái thí nghiệm mà chúng tôi cũng trình bày một cách tường minh các cái bước để học sinh thực hiện, thì cũng có những cái thí nghiệm mang tính mở, trong đó thì học sinh có thể dựa vào những cái đồ dùng đã chuẩn bị đưa ra các cái phương án khác nhau, và sau đó thì các em tiến hành theo cái phương án mà các em đã lựa chọn, thì nó có mang tính chất mở hơn, giống như là cái phương pháp bàn tay nặn bột. Thế thì qua những cái cách trình bày thí nghiệm như vậy thì sẽ giúp phát triển, đặc biệt là giúp phát triển cho học sinh cái thành phần năng lực về tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh, thì liên quan đến những cái năng lực về tìm tòi khám phá kiến thức. Cái thứ ba là vấn đề hình thành phẩm chất cho học sinh. Thế thì cũng giống như các cái môn học khác thì môn khoa học cũng chú trọng tới góp phần hình thành phẩm chất cho học sinh, đặc biệt là liên quan đến giáo dục cho học sinh tình yêu thiên nhiên, tình yêu con người, tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe bản thân và cũng cho những người khác ở các cái bài, ở cả 6 chủ đề một cách phù hợp. Thế thì cái này nó cũng liên quan đến cái mục tiêu thực hiện mục tiêu về giáo dục những cái phẩm chất về nhân ái, rồi là trách nhiệm, yêu nước, ở đây thể hiện qua yêu thiên nhiên. Ví dụ như là ở một cái bài về bảo vệ môi trường, không khí chẳng hạn, thì chúng tôi cũng lựa chọn là những cái hình ảnh, những cái nội dung mang tính chất tiêu biểu và phù hợp với học sinh. Ví dụ như là vệ sinh môi trường, rồi chăm sóc, trồng cây xanh, rồi vấn đề đi bộ, sử dụng các phương tiện giao thông, rồi vấn đề tuyên truyền
để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Rồi là chúng tôi cũng yêu cầu một cách tường minh, nêu những yêu cầu một cách tường minh, yêu cầu học sinh có những liên hệ đối với bản thân, gia đình, địa phương trong cái việc thực hiện các cái hoạt động để bảo vệ môi trường không khí. Thế thì chính thông qua những cái hoạt động như vậy thì sẽ giúp cho giáo dục cái phẩm chất về yêu thiên nhiên, rồi bảo vệ trách nhiệm bảo vệ môi trường, cũng như là cái ý thức về bảo vệ sức khỏe bản thân. Đối với cả các cái năng lực chung thì ở đây thứ nhất là cái nhóm năng lực tự học và tự chủ, thì trong sách chúng tôi cũng rất quan tâm tới phát triển cho học sinh các cái năng lực chung này. Ví dụ chính là thông qua cái những cái hướng dẫn cho học sinh cái cách học, ví dụ như là ở cái bài về nấm thì có những cái hướng dẫn cho học sinh cái cách tìm tòi thông tin, có thể qua phỏng vấn, qua tìm trên mạng và sau đó ghi chép lại thông tin và trình bày lại thông tin. Rồi là chúng tôi cũng đưa ra những cái hoạt động mà yêu cầu một cách tự minh, học sinh tự đánh giá cũng như là tự đề xuất cải thiện, thì nó cũng liên quan đến tự học tự chủ. Ví dụ như là tự đánh giá việc thực hiện để phòng tránh đuối nước, hoặc là tự đánh giá góc học tập của em ở nhà đủ ánh sáng chưa, nếu chưa hãy đề xuất với người lớn những cái việc để có thể đảm bảo đủ ánh sáng ở góc học tập của em. Thì tất cả những cái yêu cầu mang chất tự như vậy thì chính là giúp hình thành phát triển cái năng lực tự học và tự chủ cho các em. Hoặc là năng lực giao tiếp và hợp tác thì cũng tương tự như vậy. Thì trong sách chúng tôi cũng quan tâm đưa ra những cái hoạt động mà đòi hỏi học sinh thực hiện các cái hoạt động giao tiếp hợp tác, cũng như là có những cái hướng dẫn, ví dụ thể hiện thông qua những cái sơ đồ biểu bảng để giúp cho các em biết cách trình bày, chính là liên quan đến phát triển cái năng lực giao tiếp cho các em. Đối với cả nhóm năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thì có thể nói trong tất cả các bài thì chúng tôi cũng rất quan tâm đưa ra những cái tình huống, những cái yêu cầu gần gũi với thực tiễn để yêu cầu học sinh phải giải quyết vấn đề. Đồng thời trong đó thì cũng có nhiều những cái tình huống mà nó mang tính chất mở mà học sinh có thể đưa ra những cái phương án khác nhau để giải quyết và đánh giá các cái phương án giải quyết của các em. Thì cái này chính là nó cũng đòi hỏi cái tính sáng tạo của các em. Cuối cùng là liên quan đến cái hình thành năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh, thì có thể nói đây là cái mục tiêu hết sức quan trọng, vì đây chính là năng lực đặc thù của môn học. Thì có thể nói là tất cả các bài học của 6 chủ đề để góp phần hình thành cái năng lực nhận thức về khoa học tự nhiên. Đây là cái thành phần đầu tiên trong cái năng lực khoa học tự nhiên. Thế thì chính là thông qua các cái hoạt động tìm tòi khám phá kiến thức thì đã hình thành cho các em các cái kiến thức về các cái nội dung ở các chủ đề. Đồng thời chúng tôi cũng rất quan tâm đưa ra những hoạt động đòi hỏi học sinh sau khi tìm tòi khám phá kiến thức thì có những cái so sánh tổng hợp để giúp cho kiến thức của các em có hệ thống cũng như là vững chắc hơn. Cái thứ hai là chúng tôi rất quan tâm mà yêu cầu học sinh thực hiện những cái hoạt động mà tìm tòi khám phá kiến thức như quan sát, rồi làm thí nghiệm thực hành như chúng tôi đã trình bày, và có những cái chỉ dẫn cách thức cụ thể, thì qua đó thì giúp phát triển ở học sinh cái thành phần thứ hai là thành phần năng lực tìm hiểu môi trường nhân xung quanh. Và cuối cùng là cái thành phần vận dụng kiến thức, thì cũng có thể nói là tất cả các cái bài, đặc biệt là qua các cái hoạt động luyện tập và vận dụng của các bài, thì giúp cho học sinh hình thành cái thành phần năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học. Thế thì bên cạnh những cái vấn đề đó thì đối với vấn đề hỗ trợ giáo viên và học sinh trong thực hiện các cái nhiệm vụ về đánh giá, thì trong sách chúng tôi khi biên soạn cũng rất quan tâm tới điều đó. Thì chính là thông qua các cái hoạt động mà học sinh thể hiện qua nói, qua viết hoặc là qua thực hành, thì khi mà quan sát như vậy thì giáo viên có thể đánh giá học sinh. Đồng thời chúng tôi cũng có những cái yêu cầu mang tính tường minh, yêu cầu học sinh tự đánh giá như một số ví dụ mà chúng tôi đã trình bày, thì qua đó thì giúp thực hiện cái việc đánh giá thường xuyên. Ngoài ra thì các cái bài tập
kể cả những cái bài trong cái phần luyện tập vận dụng ở các bài cũng như là các cái bài ôn tập thì nó cũng có những cái mức độ khác nhau, từ mức độ thấp cho đến mức độ cao, giống như là yêu cầu về 3 mức độ trong cái kiểm tra định kỳ của môn khoa học. Thì qua cái rèn luyện như vậy thì cũng giúp cho giáo viên và học sinh trong cái việc thực hiện cái yêu cầu về kiểm tra đánh giá định kỳ theo cái hướng dẫn của Bộ trong cái thông tư 27. Thế thì trên đây là một số nét mà chúng tôi cũng xin giới thiệu với các thầy cô về cuốn sách môn khoa học lớp 4, với mục đích quan trọng là để thực hiện giúp thầy, các thầy cô cũng như học sinh thực hiện được cái mục tiêu, và đặc biệt là hướng tới phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Bên cạnh cuốn sách giáo khoa thì chúng tôi cũng có cuốn sách hướng dẫn giáo viên, rồi vở bài tập và các cái học liệu điện tử, bao gồm sách giáo khoa phiên bản điện tử, bài tập tương tác cũng như là một số video hướng dẫn sinh làm thí nghiệm, thì sẽ hỗ trợ các thầy cô cũng như là các em học sinh trong việc thực hiện cái môn khoa học sao cho đạt được hiệu quả. Thì vừa rồi chúng tôi cũng xin giới thiệu với các thầy cô một số cái nét về sách giáo khoa của môn khoa học lớp 4. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe. Xin kính chào các thầy cô. Vâng ạ, xin kính chào các thầy cô giáo của Đà Nẵng và Đồng Tháp. Tiếp theo chương trình thì tôi sẽ xin giới thiệu môn lịch sử và địa lý lớp 4 của bộ sách Cánh Diều. Trước hết xin được tự giới thiệu, tôi là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tuyết Nga, đồng chủ biên môn lịch sử và địa lý lớp 4 của bộ sách Cánh Diều. Và hôm nay thì tôi sẽ xin thay mặt nhóm tác giả giới thiệu đến các thầy cô 4 nội dung. Nội dung thứ nhất là thông tin chung, nội dung thứ hai là cấu trúc của sách, nội dung thứ ba là cấu trúc bài học, và nội dung thứ tư là điểm mới của sách. Trong 4 nội dung này, do thời gian có hạn cho nên là tôi sẽ tập trung vào nội dung thứ tư. Thông tin chung của sách thì cuốn sách do tập thể tác giả gồm có 8
thành viên, các thầy cô giáo nhìn trên màn hình ạ. Trong đó có 4 tác giả sẽ chuyên sâu về lịch sử và 4 tác giả chuyên sâu về địa lý. Tất cả chúng tôi đều là giảng viên của các trường sư phạm, cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và chuyên viên phụ trách môn học, có kinh nghiệm biên soạn sách giáo khoa, tâm huyết và có chuyên môn trong lĩnh vực lịch sử và địa lý. Cũng như một số sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học, thì sách giáo khoa lịch sử và địa lý thì cũng đã được phê duyệt tại quyết định số 4434 và được ký vào ngày 21 tháng 12 năm 2022. Cuốn sách lịch sử và địa lý các thầy cô lưu ý có 120 trang thôi ạ. Như vậy so với sách hiện hành thì chúng ta cũng ít hơn. Tất nhiên khổ sách của chúng ta to hơn là 19 x 26,5. Và sách lịch sử và địa lý cánh diều thì do nhà xuất bản Đại học Sư phạm xuất bản. Bây giờ tôi sang nội dung thứ hai là cấu trúc của sách. Sách được cấu trúc theo cấu trúc của sách giáo khoa hiện đại. Có 3 phần, phần mở đầu, phần thân và phần cuối. Cái việc thiết kế thành 3 phần này thì giúp cho học sinh học tập với sách được dễ dàng và hiệu quả hơn. Phần mở đầu, các thầy cô nhìn trên màn hình ạ, sẽ có 3 phần. Thứ nhất là ký hiệu dùng trong sách, lời nói đầu và mục lục. Phần thân của chúng tôi sẽ có 21 bài học và 2 bài ôn tập. 2 bài ôn tập được biên soạn theo tính mở, đáp ứng với chương trình nhà trường và chương trình địa phương. Và đây cũng là một điểm mới của chương trình giáo dục 2018 đã được chúng tôi đưa vào để thiết kế 2 cái bài ôn tập này. Ngoài ra thì chúng tôi có 21 bài học được biên soạn phù hợp với các mạch nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các thầy cô nhìn trên màn hình ạ. Trong chương trình có 3 cái mạch nội dung: làm quen và phương tiện học tập môn lịch sử và địa lý, địa phương em. Và ở đây chúng tôi sẽ thực hiện theo cái nguyên tắc là cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, các vùng của Việt Nam. Và ở lớp 4 thì chúng ta học 4-5 vùng. Vùng thứ nhất là Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Vùng thứ hai, Đồng bằng Bắc Bộ. Vùng thứ ba, Duyên Hải miền Trung. Vùng thứ tư, Tây Nguyên. Và vùng thứ năm là Nam Bộ. Phần cuối thì có một cái bảng giải thích thuật ngữ. Ở đây thì chúng tôi giải thích những thuật ngữ khó đối với học sinh lớp 4. Vậy trong quá trình các thầy cô sử dụng sách thì cố gắng khai thác cái phần cuối này. Nó sẽ giúp cho học sinh tự học. Vì những cái từ đó được xuất hiện ở trang nào cũng được chúng tôi đưa vào cái ô bên tay phải. Cấu trúc của một bài học thì các thầy cô nhìn màn hình ạ. Đây là một cái bài học mà chúng tôi muốn chia sẻ để thể hiện cái cấu trúc tổng thể của tất cả các bài học, tức là 21 bài học. Thứ nhất là có tên bài, cụ thể ở trên màn hình là vùng Duyên Hải miền Trung, và kèm theo đó là số thứ tự. Chúng tôi đánh số từ số 1 đến số 21. Hai bài ôn tập chúng tôi không đánh số. Dưới tên bài là mục yêu cầu cần đạt, được chúng tôi viết dưới dạng học xong bài này em sẽ. Cái yêu cầu cần đạt này thì chúng tôi bám sát theo chương trình 2018. Và sau đó thì có 4 cái giai đoạn học tập, hay gọi là 4 cái dạng hoạt động lớn cũng được. Thứ nhất là khám phá, các thầy cô thấy ký hiệu, bàn tay khởi động. Sau đó, mở khởi động là bàn tay bấm nút đúng không ạ? Sau đó đến khám phá là một trang sách mở và có một cái bóng đèn. Và sau đó thì đến luyện tập là một cái bàn tay và cuối cùng là vận dụng. Thì 4 cái giai đoạn này thì các thầy cô cũng đã quá quen thuộc. Ngoài ra thì trong cái hoạt động khám phá của chúng tôi, hay là giai đoạn khám phá, thì chúng tôi có 2 cái dạng hoạt động chính. Dạng hoạt động thứ nhất được ký hiệu bằng logo hỏi, đọc thông tin, quan sát hình. Cũng có thể chỉ đọc thông tin, cũng có thể là quan sát hình, chỉ quan sát hình. Nhưng nhiều trường hợp là kết hợp cả đọc thông tin và quan sát hình để trả lời những câu hỏi mà chúng tôi đã đưa vào trong cái box màu xanh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có một cái dạng hoạt động nữa, đó là tìm hiểu khám phá. Đây cũng là một điểm mới so với sách hiện hành. Ở hoạt động này thì học sinh sẽ có cơ hội được tìm hiểu những tri thức lịch sử và địa lý liên quan đến bài học. Và chúng tôi hay nói đùa là góc khám phá. Tuy nhiên đây là hoạt động không bắt buộc đối với mọi học sinh. Ngoài ra ở rất nhiều bài học thì chúng tôi có mục em có biết để mở rộng những hiểu biết của học sinh với nội dung liên quan đến bài học. Và ngầm định là chúng tôi muốn để cho học sinh yêu thích
và hứng thú cái học tập cái bài học này cũng như là môn học. Thì đây là một cái cấu trúc tổng thể của một bài học. Tiếp theo ạ, điểm mới của sách, đây là điểm nhấn mà tôi muốn chia sẻ sâu với các thầy cô. Tôi cũng xin được giới thiệu 5 điểm mới. Điểm mới thứ nhất chắc thầy cô rất quan tâm, đó là thiết kế theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Trên màn hình các thầy cô sẽ thấy có phẩm chất chủ yếu, 5 phẩm chất, tên 5 phẩm chất các thầy cô nhìn lên màn hình. Tôi không đọc vì các thầy cô cũng đã quá quen. Và đây cũng là những phẩm chất mà các môn khác cũng hướng đến góp phần hình thành và phát triển, được quy định trong chương trình tổng thể. 3 cặp năng lực chung, các thầy cô cũng hướng lên trên màn hình ạ. Và tôi nghĩ 3 cặp năng lực chung này cũng rất quen thuộc với các thầy cô, bởi vì nó không chỉ là do môn lịch sử và địa lý góp phần hình thành. Và tiếp theo cái ô thứ 3 tôi muốn dừng ở đây, tức là năng lực đặc thù. Và bắt đầu từ môn lịch sử và địa lý thì chúng ta sẽ thấy có một cái năng lực đặc thù với 3 cái thành phần năng lực là nhận thức khoa học lịch sử và địa lý, tìm hiểu lịch sử và địa lý và vận dụng kiến thức kỹ năng đã học. Và nó cũng sẽ được phát triển lên môn lịch sử và địa lý cấp trung học cơ sở và môn lịch sử và môn địa lý của cấp trung học phổ thông. Ở đây vì không có nhiều thời gian cho nên cô Nga sẽ đưa ra một số ví dụ để chứng minh cái thiết kế những cái hoạt động trong sách của chúng tôi hướng đến hình thành và phát triển những cái phẩm chất, những cái năng lực chung cũng như là năng lực đặc thù. Thầy cô nhìn trên màn hình ạ. Tôi lấy cái ví dụ thứ nhất ạ, về phẩm chất. Ở đây trên màn hình của các thầy cô, đây là bài số 2, địa phương em. Phần luyện tập chúng tôi đưa ra 2 bài tập. Hãy giới thiệu và nêu cảm xúc của em về địa phương mình, hoặc là kể những việc em đã làm hoặc sẽ làm để góp phần bảo vệ môi trường nơi em sống. Như vậy, qua thực hiện 2 cái nhiệm vụ này thì sẽ hình thành, góp phần đấy nhé, hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước thông qua tình yêu quê hương, đúng không ạ? Và phẩm chất trách nhiệm ở đây thông qua cái việc thể hiện trách nhiệm với môi trường nơi em sống. Thì đây là một ví dụ mà tôi đưa ra 2 cái phẩm chất trong 5 phẩm chất mà chương trình tổng thể đã quy định. Tiếp theo, cái ví dụ thứ 2 tôi muốn chia sẻ, đây là bài đầu tiên, bài phương tiện học tập môn lịch sử và địa lý. Thì ở hoạt động vận dụng chúng tôi có 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, thầy cô lưu ý những động từ như sưu tầm và giới thiệu về một trong các phương tiện học tập môn lịch sử địa lý như lược đồ, bản đồ, tranh ảnh, hiện vật. Hoặc là nhiệm vụ 2, lựa chọn một đồ vật có nhiều kỷ niệm đối với em. Ví dụ các em có thể chọn đồ chơi, bức ảnh, cuốn sách, vân vân, để viết một đoạn văn ngắn khoảng 3 đến 5 câu giới thiệu về đồ vật đó. Như vậy, thông qua thực hiện một trong 2 nhiệm vụ này thì sẽ góp phần hình thành và phát triển cái năng lực tự chủ, học sinh được chủ động lựa chọn sưu tầm, đúng không ạ, và tự học. Ngoài ra tôi xin lấy một cái ví dụ nữa về cái cặp năng lực chung thứ 3, rất là được chúng tôi nhấn trong cái quá trình biên soạn cái cuốn sách này, đó là năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thì đây là bài đồng bằng, đây là bài thiên nhiên vùng Nam Bộ. Vâng, thì các thầy cô cũng biết, nhất là các thầy cô ở Đồng Tháp, đúng không ạ, ở vùng Nam Bộ, thì sẽ thấy là đây, ở vùng này thì cái hiện tượng nước và đất bị nhiễm mặn là một vấn nạn, đúng không ạ? Cho nên chúng tôi đưa ra một cái tình huống như này: hiện tượng nước đất bị nhiễm mặn ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân ở vùng Nam Bộ. Em có đề xuất gì để khắc phục tình trạng trên sau khi các em học về thiên nhiên của vùng Nam Bộ? Hoặc là nhiệm vụ thứ 2, vẽ, viết hoặc sưu tầm thông điệp về sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguồn nước ngọt, rồi chia sẻ với các bạn và những người xung quanh. Như vậy các thầy cô thấy những cái nhiệm vụ này thực sự chưa có trong sách giáo khoa hiện hành, mặc dù tôi cũng là một trong các tác giả của sách giáo khoa hiện hành. Thì thông qua thực hiện một trong 2 nhiệm vụ này, các thầy cô thấy rõ ràng là học sinh sẽ phát triển, góp phần phát triển cái năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Tiếp theo tôi xin lấy một cái ví dụ về năng lực đặc thù. Và cô Nga đã nhấn đến 3 cái thành phần năng lực. Và đây là điểm trọng tâm trong sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 4 ở cái điểm mới thứ nhất. Và được tất cả các tác giả biên soạn nhất quán trong tất cả các bài học. Tôi xin đưa ra lấy một số ví dụ. Ví dụ thứ nhất, đây là một cái ví dụ ở bài thiên nhiên vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì chúng tôi đưa ra một cái thông tin về những cái biện pháp để bảo vệ thiên nhiên và phòng chống thiên tai. Thì sau khi học sinh học
Xong cái mục 4 này thì các em sẽ đưa ra được những cái biện pháp cụ thể, và như vậy thì sẽ góp phần hình thành phát triển cái năng lực nhận thức lịch sử và địa lý. Đây, nhận thức nhé, thành phần thứ nhất. Thành phần thứ hai là tìm hiểu lịch sử và địa lý. Thì tôi đưa ra hai cái ví dụ, một ví dụ thiên về lịch sử và một ví dụ thiên về địa lý. Ở đây là bài Sông Hồng và Văn Minh Sông Hồng. Thì thông qua cái việc quan sát những cái hoa văn trên trống đồng đấy, rồi thông qua cái việc đọc cái truyền thuyết thời Hùng Vương, ví dụ như bánh chưng, bánh dày cũng được chúng tôi viết trong cuốn sách này. Em hãy mô tả đời sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ. Như vậy để đạt được cái kiến thức này thì học sinh phải tìm hiểu thông qua quan sát tranh cũng như là đọc cái câu chuyện. Rõ ràng là đã góp phần hình thành cái năng lực tìm hiểu lịch sử và địa lý. Hoặc đây là ví dụ thiên về địa lý. Chúng tôi đưa ra một cái ví dụ ở bài Thiên nhiên của Tây Nguyên. Thì học sinh sẽ nêu được một số đặc điểm của địa hình thông qua cái việc quan sát cái lược đồ tự nhiên ở Tây Nguyên. Hoặc các em có thể biết được độ cao của các cao nguyên ở Tây Nguyên thông qua làm việc với bảng số liệu. Và ở đặc biệt là chúng tôi cũng cho học sinh làm việc với các nguồn tri thức khác, ví dụ như tranh ảnh, sách báo hoặc là Internet, để các em chia sẻ những cái hiểu biết về một trong những cao nguyên mà các em yêu thích. Như vậy các thầy cô thấy là học sinh đã được thông qua rất nhiều nguồn tri thức khác nhau để đạt được cái kiến thức của bài học. Và điều đó thì sẽ góp phần hình thành cái năng lực thành phần 2 là tìm hiểu lịch sử và địa lý. Tôi sang đến cái năng lực thành phần 3, cũng là một điểm nhấn trong chương trình như trong sách. Thì năng lực thành phần 3 là vận dụng kiến thức kỹ năng đã học. Tôi đưa ra hai ví dụ. Ví dụ đầu tiên, đây là bài Thiên nhiên Đồng bằng Bắc Bộ. Có một cái nhiệm vụ 2 là học sinh sẽ phải tìm hiểu địa phương em đã làm gì để khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước và nguồn đất. Hoặc là ở đây là bài Phố cổ Hội An. Thì chúng tôi sẽ thiết kế một cái cho học sinh phải thiết kế một cái sổ tay hướng dẫn du lịch văn minh ở Phố cổ Hội An dành cho học sinh. Và trong đó có các lưu ý về giữ gìn môi trường và bảo vệ di sản. Rồi các thầy cô thấy là rõ ràng là khi thực hiện một trong hai nhiệm vụ này thì sẽ góp phần hình thành cái năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. Và những cái nhiệm vụ này các thầy cô thấy cũng chưa xuất hiện trong sách giáo khoa hiện hành. Bây giờ tôi sang cái điểm mới thứ hai. Đó là chú trọng dạy học tích hợp và phân hóa. Cái góc nhìn thứ nhất về tích hợp. Thì tích hợp trong sách lịch sử và địa lý mới sẽ phát triển hơn nhiều so với sách hiện hành, các thầy cô ạ. Và tôi đưa ra ba góc nhìn để chứng minh cho điều đó. Góc nhìn thứ nhất là tích hợp nhuần nhuyễn trong toàn bộ môn học. Các thầy cô lưu ý cái từ nhé. Như vậy các thầy cô sẽ không thấy trong cái cuốn sách này có phần sử và phần địa như sách giáo khoa hiện hành. Hiện nay trong sách giáo khoa hiện hành các thầy cô ba phần đúng không ạ? Phần mở đầu, phần lịch sử và phần địa lý. Còn ở đây lịch sử và địa lý sẽ kết hợp nhuần nhuyễn. Trên màn hình các thầy cô thấy tôi đưa ra một vùng, trong 5 vùng nhé, tôi đưa ra một ví dụ một vùng là vùng duyên hải miền Trung. Đấy, tôi muốn lấy một cái ví dụ xuyên suốt. Thì ở đây có 4 bài, thì 2 bài đầu thiên nhiên vùng duyên hải miền Trung và dân cư hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng duyên hải miền Trung sẽ thiên về địa lý, và 2 bài sau cố đô Huế và phố cổ Hội An sẽ thiên về lịch sử. Tiếp theo, cái góc nhìn thứ hai là tích hợp nhuần nhuyễn trong một bài học. Như vậy trong một bài học thì chúng ta sẽ thấy có những mục sử và có những mục địa. Ví dụ ở đây là bài 16, dân cư hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên. Thì có 4 mục. Mục thứ nhất là dân cư, mục thứ hai là hoạt động sản xuất và mục thứ ba là một số nét văn hóa. Thì ba cái mục này sẽ thiên về địa lý. Và mục thứ tư là truyền thống yêu nước và đấu tranh của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên thì sẽ thiên về lịch sử. Tất nhiên có những bài thì sẽ có nhiều mục sử hơn mục địa, nhưng bài này thì có nhiều mục địa hơn mục sử. Thì đấy là góc nhìn tích hợp thứ hai. Góc nhìn tích hợp thứ ba, các thầy cô sẽ thấy là chúng tôi tích hợp những vấn đề đương đại của xã hội vào với môn học. Ví dụ như tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, tích hợp giáo dục di tích lịch sử và bảo vệ di sản. Ở đây là bài Thiên nhiên và Đồng bằng Bắc Bộ là một cái ví dụ bảo vệ thiên nhiên. Ở đây là bài giữ gìn di tích văn miếu quốc tử giám, và ở đây là bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Hội An, ở bài phố cổ Hội An.
Tiếp theo tôi nhìn chia sẻ với bạn cái góc độ phân hóa. Góc độ phân hóa cũng là một điểm nhấn của sách Cánh Diều, thầy cô lưu ý. Và chỉ có khi mình dạy được phân hóa thì mình mới phát triển được năng lực của từng học sinh. Ở đây tôi đưa ra mấy cái góc nhìn về phân hóa như sau. Thứ nhất là phân hóa theo nhiệm vụ. Học sinh được lựa chọn nhiệm vụ ở cái giai đoạn học tập vận dụng. Thầy cô lưu ý nhé, bao giờ chúng tôi cũng biên soạn hai nhiệm vụ và học sinh sẽ lựa chọn một trong hai nhiệm vụ. Hoặc là học sinh có thể lựa chọn theo sở thích. Ví dụ ở đây chúng tôi là vẽ, viết hoặc sưu tầm thông điệp về bảo vệ và về bảo vệ rừng và chia sẻ với các bạn và những người xung quanh. Đây là bài thiên nhiên ở vùng Tây Nguyên. Thì học sinh có thể chọn vẽ cũng được, viết cũng được. Và nếu các con không biết vẽ thì các con có thể sưu tầm những thông điệp. Cái quan trọng là các con nhận thức được cái thông điệp đó và biết chia sẻ với những người xung quanh và bạn bè. Thì các thầy cô thấy là cái góc nhìn thứ nhất cô Nga muốn chia sẻ là phân hóa theo nhiệm vụ học tập. Cái góc nhìn thứ hai về phân hóa là phân hóa theo nội dung. Đấy. Ví dụ ở bài thiên nhiên, có 5 bài thiên nhiên của 5 vùng. Cụ thể trên màn hình của thầy cô là thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Thì chúng tôi biên soạn ở đây là có 1, 2, 3, 4, 4 yếu tố tự nhiên. Tuy nhiên tối thiểu trong chương trình học sinh chỉ cần học 1 yếu tố tự nhiên. Và học sinh có thể chọn 1 trong 4 yếu tố này. Và chúng tôi biên soạn mở. Cho nên học sinh mà học nhanh, có trình độ cao thì các em cũng có thể học hơn một yếu tố tự nhiên. Có thể cô thấy cái tính mở của sách rất khác so với sách hiện hành. Cái tính mở thứ ba, cái phân hóa thứ ba mà tôi muốn chia sẻ đó là phân hóa theo nguồn tri thức. Như tôi nói, nó có một cái hoạt động là tìm hiểu và khám phá. Thì học sinh có thể tìm hiểu cái thông tin đó thông qua những nguồn khác nhau, phù hợp với điều kiện địa phương và trình độ học sinh. Ở những nơi phát triển, ví dụ như Đà Nẵng, thì tôi nghĩ là các bạn cũng có thể cho học sinh khai thác thông tin từ Internet. Còn nếu không thì có thể sách báo, tài liệu. Một cái phân hóa nữa mà tôi rất muốn chia sẻ, như tôi đã nói ở cái phần bài ôn tập, đó là phân hóa để đáp ứng cái chương trình địa phương và chương trình nhà trường. Ví dụ ở đây chúng tôi có một cái bài 2, đấy, ở cái bài ôn tập học kỳ 1, các em sẽ chọn một. Ở học kỳ 1 thì các em sẽ học 2 vùng và các em sẽ chọn 2 vùng để điền vào cái bảng mà chúng tôi đề xuất ở mục B của bài tập 2. Tại sao? Tại vì là các bạn sau cái phần địa phương thì địa phương nào học ở vùng nào thì sẽ học cái vùng đó trước. Ví dụ như là Đà Nẵng thì sẽ học Duyên Hải miền Trung trước, hoặc là Tháp Đồng Tháp thì sẽ học Nam Bộ trước. Và cái vùng tiếp theo thì nhà trường có quyền chọn tiếp theo, miễn là nó thuận lợi nhất cho học sinh học tập. Và đây cũng là một cái điểm cực kỳ mới và nó đáp ứng với tính mở của chương trình quốc gia. Bây giờ tôi sang đến cái điểm mới thứ ba là hỗ trợ đổi mới và phương pháp tổ chức dạy học. Cái góc nhìn thứ nhất, các thầy cô thấy là mỗi một bài học được biên soạn theo 4 giai đoạn học tập, hay còn gọi là 4 hoạt động lớn. Và cái này thì nó cũng đáp ứng cái thông tư 33 về sách giáo khoa và công văn 2345. Thì cái việc mà thiết kế theo 4 cái hoạt động này thì tôi nghĩ là về cơ bản các sách mới đều đáp ứng. Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh hơn đến những cái phương pháp mới mà các thầy cô đã được học nhiều nhưng mà chưa hiện hữu trong sách giáo khoa hiện hành. Thì trong sách mới này chúng tôi đã chú ý để đẩy vào trong các hoạt động, và tôi xin chia sẻ một số ví dụ. Ví dụ thứ nhất là sơ đồ tư duy, ở đây là bài Thành phố Hồ Chí Minh. Thì học sinh sẽ hoàn thành cái sơ đồ tư duy sau khi học xong bài Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì học sinh cũng có thể sáng tạo cái sơ đồ của mình. Ở đây chúng tôi đưa vào một cái phương pháp tranh luận. Đấy, đây là một cái phương pháp rất mới và nó phát triển rất nhiều cái tư duy gọi là tư duy phản biện. Ở đây chúng tôi đưa ra một cái tình huống ví dụ như là đắp đập ngăn sông để làm thủy điện. Thì nó sẽ có ảnh hưởng tích cực và có những cái ảnh hưởng tiêu cực. Và các con sẽ tranh luận và bảo vệ cái ý kiến của mình. Có con thì cho là tích cực, có con thì cho là tiêu cực. Có con thì cho cả tích cực và tiêu cực. Cái quan trọng là các con đã bảo vệ cái ý kiến của mình như thế nào. Và rõ ràng đây là một cái phương pháp rất mới và tạo rất nhiều cơ hội để phát triển năng lực. Rồi chúng tôi cũng đưa ra cái tình huống để phát triển cái năng lực giải quyết vấn đề. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là chúng tôi đưa ra một cái tình huống là xây nhà ở gần cái quả núi bị sạt lở đất. Thì từ đó học sinh sẽ đề xuất ra những cái rủi ro có thể xảy ra ở cái vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, và đề xuất cái việc lựa chọn cái địa điểm xây nhà như thế nào cho phù hợp. Các thầy cô thấy nó rất là mới, đúng không ạ? Và ở đây chúng tôi có phương pháp đóng vai
Đấy, trong cái cụ thể cái ví dụ này là đóng vai để giới thiệu với khách về nét độc đáo của địa đạo Củ Chi. Đấy, và chúng tôi cũng có những cái đóng vai ở những cái vai khác nhau để học sinh có thể chia sẻ. Và chúng tôi cũng đưa ra những cái kỹ thuật sưu tầm câu chuyện, sưu tầm tranh ảnh để chia sẻ với bạn bè trong lớp. Như vậy các thầy cô thấy là chúng tôi đã đẩy rất nhiều những cái phương pháp và kỹ thuật trong cái quá trình thực hiện cái cuốn sách này. Điểm mới thứ tư là đổi mới kiểm tra đánh giá. Thì không chỉ kiểm tra kiến thức mà chúng tôi còn đánh giá kỹ năng thông qua rất nhiều nguồn tri thức. Và cụ thể ở ví dụ này là đánh giá kỹ năng bản đồ. Rồi không chỉ đánh giá kiến thức, kỹ năng mà chúng tôi còn đánh giá năng lực. Ở đây có một cái bài ôn tập cuối năm, chúng tôi yêu cầu học sinh thiết kế một cái kế hoạch tham quan một di tích lịch sử ở địa phương mình. Và các em sẽ nêu ra những cái lưu ý khi đi tham quan cái di tích lịch sử đó. Góc nhìn thứ hai về đổi mới đánh giá là không chỉ giáo viên đánh giá mà chúng tôi còn thiết kế những nhiệm vụ để học sinh tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thể đánh giá không chỉ bài kiểm tra mà còn đánh giá thông qua các sản phẩm học sinh làm, đánh giá cái quá trình học sinh thực hiện. Điểm mới cuối cùng là đổi mới về hình thức và cách trình bày. Thì chúng tôi thiết kế một bài học theo chủ đề ở 2 đến 4 tiết. Và cái việc thiết kế như thế thì tạo cơ hội để các thầy cô ngắt từng tiết linh hoạt, phù hợp với trình độ và địa phương. Và cái hình thức trình bày của chúng tôi thì khá là hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình. Ở đây chúng tôi có 153 hình trên 120 trang. Nhưng cái quan trọng là cái việc mà chúng tôi phối hợp giữa kênh chữ và kênh hình này có ý đồ sư phạm để học sinh học tập hiệu quả nhất. Như vậy tôi đã trình bày rất là nhanh 5 cái điểm mới. Và cuối cùng các thầy cô yên tâm, nếu các thầy cô lựa chọn bộ sách Cánh Diều thì bên cạnh quyển sách giáo khoa, các thầy cô có hệ thống tài nguyên trực tuyến trong cái file học10.vn để hỗ trợ các thầy cô dạy tốt nhất và học sinh học tốt nhất môn lịch sử và địa lý Cánh Diều. Và cuối cùng xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo đã chú ý lắng nghe. Xin chúc các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, thành công và đặc biệt là rất mong gặp lại các thầy cô trong một dịp gần nhất. Xin chào các thầy cô.